lòng mẹ ngọt ngào. Là lúc mẹ đã xem như trời cao cho mẹ thêm một người con yêu thương trong nhà. Dẫu là người dựng trong thân thích luôn là nhưng từ thay một người mẹ đã nhận về với tất cả tâm mẹ.
con dâu cách xa. Mẹ ơi cứ ngờ một chuyện vui là con đã lìa xa tâm tình mẫu tử. Nhưng cả nhà đã con vũ cho hai chị em.